Chào mừng các bạn đến với linh kiện 789.vn. Ngày hôm nay em test bao gồm 10 mạch thu Bluetooth, đọc thể nhớ, đọc USB, bắt đại em. Mã số ngày hôm nay em test sẽ có bao gồm là từ C21 đến C30. Thì hiện tại bên em đang bán với giá cho một mạch như thế này là 140.000. Thì kèm với đấy là một điều khiển từ xa, hai dây jack kết nối tín hiệu và kết nối nguồn. Nếu bạn nào có nhu cầu mua hàng, xin hãy truy cập vào linh kiện 789.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại Zalo trên tiêu đề video. Thì đối với nguồn cấp cho mạch thì từ 7 đến 12V DC có thể cấp cho mạch. Đây. Và trong đó có cái dây jack kết nối tín hiệu 3 chân, 4 chân. Thì trong đó dây đỏ là dây để chúng ta làm anten thu FM để chúng ta kết nối với em. Ok, thì bây giờ em sẽ kết nối và test mạch đầu tiên. Thì Bluetooth có tên là BT Speaker thì bên em đã kết nối đây rồi ạ. Đây. Ok. Bây giờ em sẽ test một bài nhạc của kênh Tân Sky Vlog. Đối với cái mạch thu Bluetooth này thì nếu không vật cản nó bắt sóng được khoảng tầm 3 đến 4. Không vật cản bắt sóng được 3 đến 40 mét. Thank you.
Thank you.
Như vậy ngày hôm nay em đã test bao gồm 10 mạch thu Bluetooth, đọc thì nhớ đọc luôn đây, và tất cả đã hoạt động rất tốt. Xin cảm ơn tất cả bạn xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video test hàng kế tiếp. Chào tạm biệt.